Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Kỳ với nội dung vào khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Phạm Anh Đê, sinh năm 2006, trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, đi chơi về nhà thì phát hiện mẹ ruột là bà Phạm Thị Hát, sinh năm 1969, đã tắt thở trong phòng ngủ tại nhà riêng. Trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, anh Đê phát hiện gia đình bị mất một xe gắn máy nhãn hiệu Wayanfa màu đỏ, biển kiểm soát 37B170632, cùng túi sách của bà Hát. Bên trong có hai điện thoại di động và một số tài sản khác. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người, cướp tài sản để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Xác định đây là vụ án sát hại người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ và Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ án và truy bắt đối tượng gây án. Ngay sau khi chuyên án được xác lập, hàng loạt điều tra viên trinh sát hình sự dạn dày kinh nghiệm được tung vào cuộc, chia làm nhiều tổ công tác để xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ban chuyên án xác định nghi can của vụ trọng án chính là Trần Văn Năng, sinh năm 1962, trú tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát cùng với một số tài sản bị mất của nạn nhân. Ngay lập tức, hai mũi công tác trong đêm lần theo dấu vết của đối tượng Năng để xác minh truy bắt. Ban chuyên án đã cử một tổ công tác ra huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng để xác minh nhân thân của Trần Văn Năng và được biết Năng đã ly hôn vợ. Sau khi ly hôn, Năng thuê nhà trọ sinh sống và xin làm bảo vệ tại bến xe thuộc thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, trước và sau khi thời gian gây án, đối tượng không có mặt tại Hải Phòng. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ban chuyên án xác định được chiếc xe của nạn nhân đã được đối tượng gửi vào gara bệnh viện Quang Khởi thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Các trinh sát nhận định rất có thể đối tượng đã bắt xe đi các tỉnh phía Nam, hòng trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ban chuyên án xác định được phương tiện và hướng di chuyển của Trần Văn Năng. Tổ công tác khác của ban chuyên án nhanh chóng lên đường vào các tỉnh phía Nam để truy bắt đối tượng. Sau nhiều ngày đêm truy lùng, đến hồi 16 giờ 10 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023, ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Văn Năng tại huyện Bình Chánh khi đối tượng đang trên chuyến xe từ thành phố Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét người đối tượng, cảnh sát thu giữ hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân mà đối tượng Trần Văn Năng lấy được sau khi gây án. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023, ban chuyên án đã áp giải và đưa Trần Văn Năng về Nghệ An để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An, bước đầu đối tượng khai nhận khoảng đầu năm 2023, trong quá trình làm bảo vệ tại bến xe thuộc thành phố Hải Phòng, Năng gặp quen biết với bà Phạm Thị Hát, sinh năm 1969, trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, trong một lần bà ra Hải Phòng thăm người thân. Quá trình tìm hiểu, hai người đã có mối quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng đầu tháng 7 năm 2023, Trần Văn Năng cho bà Hát vay 10 triệu đồng, nên ngày 14 tháng 7 năm 2023, Trần Văn Năng đến nhà bà Hát tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để hỏi bà Hát chuyện nợ tiền. Đêm 14 tháng 7 năm 2023,
Trần Văn Năng nằm ở giường phòng ngoài, còn bà Hát nằm ngủ một mình trong phòng. Lúc này Năng nằm suy nghĩ về những thái độ của bà Hát và cho rằng bà Hát chỉ lợi dụng tình cảm của Năng để mượn tiền nên bực tức. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2023, Trần Văn Năng lấy một vật sắc nhọn tại phòng bếp nhà bà Hát và đi vào phòng ngủ của bà Hát. Thấy bà Hát đang ngủ một mình trên giường, Năng cầm vật sắc nhọn vung một nhát vào vùng ngực của bà Hát. Bà Hát vùng dậy và nói, sao anh làm thế với em? Năng nói, mày quá tàn ác với tao. Rồi cầm vật sắc nhọn tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người của bà Hát. Thấy nạn nhân gục xuống, Năng lấy chiếc túi sách của bà Hát đang để trên giường. Bên trong túi sách có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A14, một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1203, cùng 642.000 đồng và một số đồ dùng cá nhân. Sau đó Năng đóng cửa phòng lại và lấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đỏ, biển kiểm soát 37B170632 của bà Hát dựng ở sân rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Năng dừng lại thay quần áo và mở túi sách của bà Hát ra kiểm tra. Năng lấy hai chiếc điện thoại di động cùng toàn bộ số tiền trong túi sách, rồi vứt túi sách, hung khí và bộ quần áo mặc lúc gây án xuống mương nước bên đường. Sau đó, Năng điều khiển xe gắn máy đến bệnh viện Quang Khởi thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Năng gửi xe máy tại đây rồi bắt xe khách bỏ trốn. Quá trình lần trốn, tối 15 tháng 7 năm 2023, Trần Văn Năng đã xuống xe khách tại đường tránh thành phố Huế và sau đó bắt xe ôm đi vào trong nội thành thành phố Huế. Sợ bị truy đuổi, sáng 16 tháng 7, nghi can tiếp tục nhảy xe vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, đến đường tránh thành phố Đà Nẵng, đối tượng tiếp tục xuống xe để ngược từ thành phố Đà Nẵng để đến cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị, ngủ lại một đêm rồi tiếp tục quay trở lại thành phố Đà Nẵng. Cứ như thế, đối tượng đi qua hàng loạt tỉnh thành từ Quảng Nam, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh cho đến lúc bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Sau nhiều lần di chuyển bằng nhiều phương tiện và qua nhiều tỉnh thành khác nhau, đối tượng nghĩ có thể thoát khỏi vòng vây pháp luật. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 5 ngày gây án, đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ các vật chứng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Như vậy, chỉ vì suy nghĩ tiêu cực nghi ngờ người tình lợi dụng tình cảm của mình, nên đối tượng Trần Văn Năng, sinh năm 1962, trú tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đã ra tay sát hại nạn nhân. Do mâu thuẫn nợ nần mà người đàn ông 61 tuổi đã đi từ Hải Phòng vào Nghệ An chỉ để đòi số tiền 10 triệu đồng rồi sát hại người tình thiệt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.